Cơ dưới vai, cơ tròn bé, cơ tròn lớn, cơ tam đầu cánh tay, hệ đầu ngoài, hệ đầu dài, hệ đầu trong. Trên này, cơ dưới vai, cơ tròn lớn, cơ nhị đầu cánh tay, hay là đầu ngắn hay đầu dài. Rồi, đây là cơ dưới đòn. Rồi, đây là cơ quả cánh tay, cơ cánh tay. Rồi, dưới đây, cơ sắp tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gan tay dài, cơ gấp các ngón nông, cơ gấp các ngón sâu, cơ gấp ngón cái dài, rồi cơ gấp cổ tay trụ, rồi cơ cánh tay quay, cơ giữa cổ tay quay dài, cơ giữa cổ tay quay ngắn, hay là cơ ngửa, rồi cơ dạng ngón cái dài, cơ duỗi ngón cái ngắn, cơ gấp chung các ngón, cơ duỗi duỗi chung các ngón, cơ duỗi ngón út, cơ duỗi cổ tay trụ, cơ khuỷu, cơ duỗi ngón cái dài. Còn đây là cơ vuông. Cơ vuông ở sao mà? Cái này là cơ gì? Chạy sao đây sao đây? Cơ vuông là này. Cơ vuông. Rồi. Bàn tay ha. Bàn tay. Đây là cơ đói ngón cái. Cơ đó ngón cái, cơ dạng ngón cái ngắn, cơ gấp ngón cái ngắn, cơ khép, cơ run, cơ nhạn ngón út, đây là cơ gian cốt mu bàn tay, vùng hai, cơ gian cốt mu bàn tay vùng một, rồi động mạch ha, rồi okay. Đây là thần kinh dưới vai. Đây là động mạch nách. Đây là thần kinh nách. Đây là thần kinh cơ bì. Cơ bì kéo tới đâu? Cơ bì kéo tới đây luôn. Rồi. Đây là thần kinh giữa. Đây là thần kinh trụ. Rồi. Còn cái này là... Đây là gì? Mười sáu là gì? Động mạch cánh tay. Động mạch cánh tay. Đây là gì? Đây là động mạch bên trụ trên. Đây là nhánh của động mạch cánh tay luôn. Rồi, ok. Ok. Xuống dưới này là thành động mạch quay. Động mạch quay. Bên kia thần kinh gì? Trên là thần kinh. Đây là luôn hả? Đây là dây thần kinh quay. Rồi. Đây là dây thần kinh quay sâu. Đây là dây thần kinh quay nông. Rồi. Còn đây là thần kinh trụ. Này gồm hai nhánh là thần kinh giữa và thần bên này là thần kinh gian cốt trước. Rồi. Đây là động mạch quạt ngược. Gian cốt quạt ngược. Gian cốt quạt ngược. Quạt ngược động mạch quạt ngược gian cốt. Rồi. Động mạch gian cốt sau. Ừ. Đây là động mạch gian cốt trước. Rồi. Còn ở đây là động mạch trụ. Rồi. Chưa còn nha. Cái nhánh này là thần dây thần kinh quay sau. Sau. Ừ. Còn 60 này là động mạch gian cốt sau. Mạch gian cốt sau rồi, ở sau đâm lên gì đúng không? Ok.
khúc sau. Còn đây là nhánh của thần kinh cơ bì. Rồi nhánh của thần kinh quay. Rồi. Còn đây là động mạch mũ cánh tay trước. Động mạch mũ cánh tay trước. Rồi. Đây là thần kinh nách và thần kinh nách và động mạch mũ cánh tay sau. Rồi. Ok, hết rồi. Còn đây động mạch cung gan tay. Động mạch cung gan tay. Ừ, đây là động mạch gan tay chung. Động mạch gan tay chung, động mạch trên gan tay riêng. Rồi, thần kinh này thần kinh gì vậy? Nhìn. Thần kinh. Còn mấy thần kinh này? À đúng rồi. Nè, nhánh của thần kinh giữa. Nhánh của hình trụ, nhánh hình nách giữa rồi từ trên thần kinh gì, đây là của thần kinh quay, nhánh hình quay, ừ, của quay nông ấy, không quay sau thì như là nó xuyên rồi đây, đây là nhánh của thần kinh, nhánh của động mạch gan cốt sau, ừ rồi động mạch.